Hello, xin chào các bạn nhỏ nha. Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với kênh YouTube của Chú Hề Mini. Thì hôm nay anh sẽ tiếp tục cái series hướng dẫn các em gấp giấy nhé. Hay trước mặt các em đây là một tờ tiền giấy 5.000. Như đã giới thiệu video trước thì video hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em biến tấu từ cái trái tim này thành một cái trái tim có hình hai con hạt như vậy nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Đã sẵn sàng để chuẩn bị vô cái clip chưa ạ? Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách làm sao để gấp được cái hình trái tim như vậy á, thì anh có để đường link trên đây. Đây đây đây. Đó, anh có để đường link trên đây. Đó, các em hãy click vào đường link đó và xem cách mà anh hướng dẫn để gấp được cái hình trái tim như vậy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn quan trọng. Đó là chúng ta sẽ gấp một cái hình trái tim có hai con hạt xinh đẹp như vậy các em nha. Thì đầu tiên các em làm theo anh nha, anh sẽ làm từng bước để cho các em thấy. Ok chưa? Đó, đầu tiên các em mở này lên giùm anh, mở lên đó, mở lên như vậy nha. Sau các em gấp nó có một cái bìa bên này nè, đó các em gấp nó lại đó. Bên này các em làm tương tự nhé, bật cái này lên, bẻ nó qua đấy. Các em thấy nó giống cái phần phía trên này, mình sẽ làm cái phần mỏ cho con hạt nhé, mỏ miệng gì đấy, các em vẫn gọi sao gọi tùy vùng miền thôi. Anh ở miền Nam anh sẽ gọi nó là miệng, ok chưa? Đấy. Sau khi các em bẻ nó lên được hình dạng như vậy, các em làm theo anh nha. Đó, các em bẻ cúp nó xuống nhé. Đó, ở đây nó có một cái đường rãnh này, các em chỉ việc bóp nó lại thôi. Đó, bóp nó lại đó thành như vậy. Bên này cũng chúng ta cũng làm tương tự luôn. Đó, chúng ta đã hình thành được hai cái đầu của con hạt chụm miệng vào nhau. Giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái đuôi cho nó nha. Ừ, để làm cái đuôi cho con hạt á thì các em làm theo anh nhé. Đây, bật cái này lên, các em bóp nó lại nhé, nắm hai bên này nè, bóp nó lại, bóp nó lại. Sau đó các em canh phần mép trên với phần mép này, cái mép này nha, làm sao cho nó bằng luôn với cái phần mép này, đây cái phần mép này, đấy bằng luôn. Đó, sau đó các em giữ ấn thật mạnh vô cái chỗ nếp gấp này để cho nó thẳng. Các em ưng miết thì có thể miết nhé, hoặc là ấn thật mạnh vô. Đó, bên này chúng ta cũng làm tương tự nè, bóp lại. Ép cái phần mép này bằng với cái phần mép này. Rồi chúng ta sẽ ấn thật mạnh cái phần này. Xong, như vậy là chúng ta đã có được một cái trái tim có hai con hạt chụm đầu vào nhau rất là đẹp, đúng không nào? Đấy, rất là đơn giản, các em chỉ cần xem lại clip của anh thì các em sẽ làm được một clip gấp hình trái tim và một clip gấp hình con hạt như vậy. Đó, trong cái clip tiếp theo anh sẽ hướng dẫn các em làm một cái hình trái tim đặc biệt hơn, đẹp hơn. À, các em hãy tiếp tục đón chờ clip tiếp theo của anh nhé. Và nhớ là bấm like cái video và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Chú Hề Mini nhé các em. Bye bye các em.